xin chào thầy và xin chào tất cả các bạn đã có mặt trong cái hội trường ngày hôm nay ạ. Vâng, tôi xin được chia sẻ một chút. Thì khóa học cách đây một tuần của tôi vào ngày 16, 17, 18, tôi cảm thấy là cần phải thay đổi mình. Nhưng mà cần thay đổi mình thì chắc chắn là phải thay đổi cả gia đình của tôi. Và tôi khi hôm đấy chồng tôi đi vắng nhưng tôi vẫn đi theo khóa học của thầy 3 ngày. Và hôm nay khóa học này tôi đã đưa được chồng và con tôi đến đây. Đó là điều mà tôi hạnh phúc nhất. Cảm ơn tất cả mọi người và xin cảm ơn thầy một lần nữa. Cảm ơn thầy. Đâu, chồng chị Hồng đâu? Chồng tôi đây ạ. Xin mời anh, mời anh chia sẻ. Tôi tên Chính. Chào chị. Xin chào thầy Long và chào tất cả mọi người. Hay quá. Tôi có một chút chia sẻ là không biết thầy Long có nhớ người này không? Bin Nai. Chị Hồng Bin Nai Warrior dọc 6 tháng sau nghỉ mất. Cũng là một cái cơ hội rất tình cờ mà hôm tôi đi Sài Gòn thì vợ tôi có đi học cái lớp của thầy. Thực ra trước đấy tôi cũng đã biết đến lớp của thầy nhưng mà do là cũng không đi được. Và lúc tôi đi Sài Gòn thì vợ tôi chia sẻ và tôi thực sự rất muốn học. Rất may là vợ tôi là đã đăng ký và gia đình tôi hôm nay có mặt tại đây học lớp này và xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chị anh Trịnh. Xin mời con gái. Hôm nay gái chia sẻ xem. Rất tuyệt. Hay quá. Tôi là Trang. Con chào thầy. Chào tất cả mọi người. Sau 3 ngày học ở đây thì con có một chút chia sẻ đó. Con là một người rất là nhút nhát, rất ngại giao tiếp. Đây là lần đầu tiên mà con cũng giống anh Tùng là có thể phát biểu được trước tất cả với mọi người như thế này ạ. Sau 3 ngày thì con nhận ra là con cần phải yêu thương gia đình, chính bản thân con nhiều hơn và gia đình của con. Và yêu thương mọi người xung quanh thật nhiều hơn nữa. Và cũng khóa học này là do có mẹ con tác động đến con rất là nhiều ạ. Và được học khóa học này để con nhận ra rất là nhiều điều và mình phải cần phải cố gắng và thực hiện ngay lập tức ạ. Phải thay đổi bản thân mình thật là nhiều hơn nữa. Con cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hãy dành cho cả gia đình những cái ôm tuyệt vời. Thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại của ta. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
Rất tuyệt.